Đây, vô đây con. Dạ. Ngồi đi. À. Ngồi đi. Dạ đây coi. Dạ. Vô tới nhà rồi. Con để đôi dép ngoài chỗ chú để đó. Dạ thôi, má con nói là người đâu thì của đó, cho nên thôi cầm vô luôn. À. Với lại má nói lên thì thành phố á, để sơ hở là mất liền. À. Bữa bạn con đi xe buýt kìa, lên lịch sự á, để bỏ đôi dép ra cái xe chạy mất đôi dép luôn. Trời ơi, bạn mày quá đáng rồi con. Cái đôi dép này bỏ mà ai lấy đâu mày sợ. Dạ vậy thôi để con cất vô. À. Cho chắc ăn. Ờ hả? Trời. Chừng nào đi con đem ra. Ờ cái bộ đồ mà chắc bấy nhầy với cái đôi dép này quá. Kệ. Thôi ngồi đi con. Ngồi. Để đâu để? Trời ở nhà sạch quá. Như vậy. Dạ. Bấy đứng dậy, ngồi lên ghế đàng hoàng con, ngồi ghế đàng hoàng. Thôi thôi, đồ con dơ lắm, lên ngồi ghế dơ ghế. Không sao, chú nói được là được, lên ngồi lên ghế đàng hoàng đi. Ngồi ngồi ghế hả? Ừ. Ngồi ghế sang quá, ngồi lên ngại. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Đâu đó vậy? Trời ơi, ngồi dưới à. Ôi. Gãy cái thành ghế bây giờ. Ngồi dưới á. Dạ thôi, con ngồi đây được. Ôi vậy thôi kệ mày đi. Quá. Về chú nói nghe nè. Ở dưới quê thì con sinh hoạt theo ở dưới đó là sao chú không biết. Nhưng mà lên nhà này cứ tự nhiên. Không thấy chú làm gì làm giống y chú vậy đó. Nhà này không có ai, có mình chú à. Mà chú thì hay đi công chuyện ngoài đường nhiều. Nhiều khi 2-3 ngày chú mới về nhà luôn. Cho nên cái công chuyện của chú, của con lên đây á, là con coi sóc nhà cửa những khi chú đi vắng. Dạ. Không? Coi nhà này cũng như nhà của con vậy. Nè, thấy cái phòng đó không? Dạ. Xíu nữa, cái phòng của con đó đó, xíu nữa lát bỏ đồ vô đó, tối ngủ đó nha. Thôi, con ngủ dưới bếp được rồi, khỏi cần vô phòng đâu, chỉ mắc công lắm, tốn cái phòng lắm. Cái bếp để dành cho nấu ăn, với lại cái bàn ăn, mình ngồi mình ăn cơm thôi, chứ ai mà bếp mà ngủ. Nhớ, lên trên này là vậy nghe không, ngủ là vô trong phòng, không có được ngủ bừa, ngủ bãi, tùm lum tà la chỗ, tầm bậy không được nghe không. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Vậy đi ha, giờ chú đi công chuyện, chiều chú về, nghe không? Dạ, dạ. Vậy đi, tự nhiên nghe không? Đi rồi. Dạ. Dạ, ông có gì dạy con? Trời đất ơi. Gì mà ông có gì dạy con? Mày làm như cái thời phong kiến, tao tưởng tao hội đồng không à? Chú, kêu bằng chú, nghe con. Ừ. Chú à? Đấy. Lên đây cũng hình như là tuần lễ 10 ngày đúng không? Dạ. Bây còn nhát quá vậy? Chú nói rồi, coi chú như là chú trong nhà, thấy không? Tại má nói là lên phải giữ ý giữ tứ, nói chuyện phải cẩn trọng để khách người ta đi qua, người ta nghe thấy người ta cười. Biết má con dạy là đúng, nhưng mà con không có cần mà cẩn trọng quá mức vậy đâu ha. Nè bây giờ chú nói lại nè. Dạ. Con phải coi nhà này, gia đình này giống như gia đình của con. Nhà này giống như nhà của con vậy á, không? Mọi đồ vật trong nhà này con thích cái gì con cứ xài thoải mái. Thôi thôi con không dám đâu. Sao vậy? Đồ nhà của ông ấy, nhà của chú toàn là đồ mắc tiền không mà, thôi con đụng vô lỡ cái chuyện gì con. Không sao hết trơn rồi. Cái đồ vật bản thân của nó là để phục vụ con người. Mày cũng là con người thôi đúng không? Nó có trách nhiệm nó phục vụ mày chứ thôi. Xài thoải mái đừng có phung phí, đừng có phá thôi không? Dạ. Nhớ chưa? Coi chú như là chú trong nhà. Rồi đồ đạc nhà cửa mày coi như nhà của bay vậy đó. Rồi muốn xài gì xài, thấy không? Đừng có ngại ngùng gì hết nghe không? Muốn xài cái gì cũng được. Muốn xài cái gì cũng được hết á. Cứ tự nhiên giống như coi gì nhà mày vậy thôi. Nghe anh Chính. Về rồi hả? Nghe hả? Đứa nữa trễn luôn chứ. Ừ. Rồi qua liền, qua liền, qua liền. Rồi, 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 rồi. 15 phút, trời ơi, làm gì gấp. Rồi, rồi, vậy nha. Ừ. Chú bây giờ chú đi gặp bạn chú một chút. Dạ. Nhưng mà trước khi đi dặn mày một lần nữa nè. Bay lên đây rồi, chú nhớ là 10 bữa nửa tháng gì rồi á mà còn nhát quá. Thấy không? Coi nhà này cũng như nhà của con. Thấy không? Mọi đồ vật trong nhà này á, bay cứ tùy nghi mà sử dụng, không có ngại ngùng gì hết á, nghe chưa? Cứ xong công việc là cứ thoải mái sử dụng, đừng ngại hết, nghe không? Dạ. Chưa? Con mấy này là con đỡ lắm à. Cái đỡ của mày là cũng là cái nhát kháy của người ta. Nhớ nha nha con. Dạ. Đồ đạc cứ sử dụng thoải mái, đừng ngại ngùng gì hết á. Con nấu cơm xíu về ăn nghe. Ừ. Trời ơi. Tự nhiên dưới quê má mình dặn là lên đây á phải ý tứ xíu. Giờ chú Chính kêu mình chuyện cũng phải tự nhiên, cứ coi nhà của mình. Giờ biết sao ta? Biết nghe lời má hay là nghe lời chú Chính? Thôi, tạm thời nghe lời chú Chính trước đi.
coi như là đồ của mình. Alo, nghe tao. Dạ, gì? Gì làm ông xin gì? Trời ơi, người ta lên đây là người ta làm trợ lý giám đốc đàng hoàng. Trời ơi, cái giám đốc của ta là làm kiểu mà xuất khẩu hàng nông sản qua nước ngoài rồi đàng hoàng. Trời ơi, làm quản lý giám đốc của bộ. Nghĩ sao làm ông xin? Trời ơi, thích thì chiều nó qua nhà. Trời ơi, không được, không. Không, cái nhà là nhà ta, nhà giám đốc mà nghĩ sao mà muốn qua chơi là qua chơi. Là tại vì người ta khách khứa rồi lum rồi ta phải tiếp khách nữa. Trời ơi, nó phải đơn giản, muốn qua là qua, nó phải dưới quê rồi. Cái gì? Chiều nó gặp rồi. Chiều nay muốn gặp thì gặp. Trời ơi, thì làm kiểu công việc nó cũng giờ hành chánh rồi chứ trời, chứ phải là muốn làm đầu tắt mặt tối đâu. Rồi rồi, chịu gặp. Vậy nghe, tên là quản lý giám đốc đàng hoàng nha, không ô xin nha. Nghĩ sao mà tao làm ô xin? Tao làm quản gia đàng hoàng. Ủa, quản gia cũng là coi nhà, ô xin cũng là làm trong nhà mà ta, khác gì đâu. Mà giờ thằng Tèo nó rủ là chiều nay gặp đi chơi, mà mình nhà cửa như vậy rồi mình bỏ mình đi chơi được không? Mình ăn mặc như vậy, mình nói mình làm quản lý giám đốc, nó tin không ta? Nhưng mà chú Chính nói với mình là cứ coi như là con cháu trong nhà, muốn xài gì thì xài. Nếu vậy thì mình xài đồ của chú Chính chắc không quá đáng đâu. Quyết định ra đi. Chiều nay tao sẽ cho mày lé mắt để cho mày biết quản lý giám đốc là như thế nào. Công nhận chính cái bộ đồ ngon lành thiệt. Trời ơi, một lát nữa mặc bộ đồ đi gặp thằng Tèo, thằng Tèo chỉ có lé mắt thôi. Nhưng mà sao cái vườn nó quấn quấn cái gì, cái quần nó vướng vướng ta. Trời ơi, xăng lên chút xíu được. Ngon lành, trời ơi, lát nữa lẫm đôi giày của chú mang vô cái nữa là êm liền. Biết tôi qua sao thần giao cách cảm sao mặc bộ đồ kẻ măng vậy trời. Chính. Ủa trời. Hả? Chết rồi đúng không? Ai vậy nè? Dạ, cô là ai vậy? Tôi là bạn của ông Chính. Bà chú Chính hả? Dạ, con mời. Khoan. Đồ này hình như là của ông Chính mà phải không? Dạ, đúng rồi. Mà sao cậu lấy cậu mặc? Dạ, tại vì con ở chơi với lại chú Chính trong nhà này. Rồi chú Chính nói là con như con cháu trong nhà. Rồi đồ đạc cứ xài thoải mái, muốn xài gì xài, không sao hết á. Ủa cháu ông Chính mà lên đây ở lâu chưa? Dạ, tôi không biết gì hết trơn vậy. Con lên đây được cũng 10 bữa nửa tháng rồi. À vậy hả? Dạ. Được rồi. Rồi, bác. Ủa, anh Chính mới về hả? Qua chơi mà sao không nói trước để tôi ở nhà mà qua ăn mình vậy? Vậy tôi mới cho ông sự ngạc nhiên chứ. Đây nè, đây ngạc nhiên hơn nè. Dạ, chú Chính. Trời đất ơi, sao lấy đồ chú bạn ra? Dạ, tại lát nữa con đi gặp bạn á, mà con không có quần áo rồi chú nói con là cứ coi như con cháu trong nhà rồi muốn xài gì xài, nên con vô con mặc đỡ bộ đồ chú lát đi gặp bạn. Anh có nói không? Có, nhưng mà nói đường nó hiểu nẻo. Sẵn đây giới thiệu với Tám luôn, nó là con bà chị bà con ở dưới quê á. Thờ lắm, nhát kháy à. Cho lên đây làm coi sắp nhà cửa. Mà tuần lễ 10 bữa nửa tháng mà nó nhát quá. Nãy đi có nói là coi nhà này cũng như nhà của con đi. Không? Rồi đồ đạc trong gia đình muốn sử dụng gì sử dụng, ý là mấy cái đồ đạc chung chung này, còn cái đồ cá nhân đâu có được con. Tôi hiểu rồi, trời ơi anh nói không có rõ ràng này, cậu này cũng hiểu lầm. Tôi biết là cậu này lên còn lạ nước lạ cái đó. Anh nói vậy coi như con cháu trong nhà. Chứ còn không có tường tận. Với lại nè, để dì nói cho con nghe, ổng là ổng coi con như con cháu,
Cho nên ông nói con cứ tự nhiên thoải mái, hiểu chưa? Để con dễ hòa nhập với thành lên thành phố này. Nhưng mà còn đồ cá nhân của người ta đó, thì mình muốn làm cái gì mình phải hỏi ý kiến chủ nhân. Người ta đồng ý thì mình mới lấy. Nhưng mà nghe nói chiều nay gặp bạn rồi hả? Dạ, xíu nữa gặp bạn rồi. Rồi vậy thân lát nữa chú chở đi mua bộ đồ rồi cho đàng hoàng đi gặp bạn được chưa? Thì cái đồ này con mặc rộng nó không có được đâu, không có vừa. Vừa hả? Không, con là con tính hết rồi. Con là con ăn mập lên xíu là mặc vô là vừa liền. Không, đó hay tính ha. Bởi vậy nó hơi mắc một chút xíu nhưng mà đáng đồng tiền. Nhưng mà ta tự nhiên bán đây làm chi cho nó cực vậy? Người ta cũng bình thường cũng ăn y chang vậy, tự nhiên chi? Con có lý do, có lý do.